Thưa quý vị và các bạn thân mến, âm mưu bán nước rất tinh vi của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Trung Cộng dùng đến chiến lược 3 bước lấn tới để cướp nước Việt Nam, còn Việt Cộng cũng dùng chiến lược này để bán nước. Lê Đức Anh dâng đảo Gạc Ma và các đảo khác ở Trường Sa cho Trung Cộng. Nguyễn Phú Trọng bắt đầu dâng bãi thứ chính cho quan thầy Trung Cộng. Đó là âm mưu bán nước rất tinh vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung Cộng thực hiện chiến lược 3 bước lấn tới kết hợp với chiến thuật cây gậy nhỏ và chiến thuật cắt lát salami để chiếm toàn bộ vùng biển hình lưỡi bò, chiếm 80% tương đương với 2 triệu km vuông ở Biển Đông. Thời gian gần đây, Nguyễn Phú Trọng mạnh miệng lớn tiếng tuyên bố bảo vệ chủ quyền. Một số người dân nghe rất khoái chí, tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyễn Phú Trọng yêu nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Cú bịp bán nước này của Nguyễn Phú Trọng rất độc đáo. Vì trong bước thứ hai của chiến lược 3 bước lấn tới là gác tranh chấp chủ quyền, hợp tác khai thác chung. Gác tranh chấp chủ quyền là để chủ quyền qua một bên, mạnh ai nấy giữ chủ quyền của mình. Việt Cộng nói Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam cũng được, mà Trung Cộng nói vùng biển đông trong hình lưỡi bò của Trung Quốc cũng được. Việt Cộng bảo vệ chủ quyền đất nước bằng những lời phản đối, đưa tàu ra đứng nhìn gọi là đối đầu để cho tàu Cộng tự tung tự tác, thao tác chuyên nghiệp của mình trên vùng biển không để tranh cãi của Việt Nam. Việt Cộng cho rằng tạo môi trường ổn định không gây phức tạp để giữ hòa bình theo tinh thần hợp tác chiến lược toàn diện và chủ trương 16 vàng và 4 tốt. Theo hãng tin RFI thì từ bãi thứ chính, tàu Hải Dương 8 tự do thoải mái đi ngược lên phía Bắc để khảo sát một dải biển dài dọc theo bờ biển miền Trung Nam Bộ của Việt Nam, ngang tầm từ Phan Thiết, Bình Định và càng ngày càng áp sát với bờ biển của Việt Nam. Có lúc cách bờ biển của Việt Nam chỉ có 150 km để đến Đá Chữ Thập. 3 bước lấn tới và chiến lược nham hiểm của Trung Cộng mang tính lừa bịp rất cao. Trung Cộng và Việt Cộng đang thực hiện chiến lược này để cướp nước và bán nước. 3 bước lấn tới đó là tạo ra tranh chấp chủ quyền, rồi kêu gọi gác tranh chấp khai thác chung. Bước thứ 3 là dùng thủ đoạn tuyên bố chủ quyền. Trung Cộng tự ý vẽ ra vùng biển hình lưỡi bò rồi tuyên bố có chủ quyền trên đó. Tự ý đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 đến bãi Tư Chính, tức là tạo ra tranh chấp. Thật ra đường 9 đoạn lưỡi bò đã có từ thời Tưởng Giới Thạch, trước khi chính quyền Trung Cộng được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1949. Đã nhiều lần Trung Cộng kêu gọi hãy gác tranh chấp chủ quyền qua một bên, cùng nhau hợp tác khai thác chung để tạo ổn định, hòa bình và phát triển lợi ích chung của hai nước trên Biển Đông. Trung Cộng dùng bước thứ hai của chiến lược này là cướp nước. Việt Cộng cũng đã dùng bước này để bán nước một cách rất tinh vi và công khai, hợp thức hóa. Vì gác tranh chấp chủ quyền ai nấy giữ, cho nên Nguyễn Phú Trọng mạnh miệng lớn tiếng tuyên bố bảo vệ chủ quyền với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Bước thứ 3 tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng biển tranh chấp ở đây là chủ quyền vùng biển hình lưỡi bò ở Biển Đông. Trong thời gian khai thác chung, Trung Cộng dùng chiến thuật cắt lát salami, đồng nghĩa với chiến thuật tầm ăn dâu để chiếm trọn vùng biển hình lưỡi bò và tuyên bố các quyền trên đó. Ngày 3 tháng 7 năm 2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 đã đến bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Ryan Madison, phó giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ Newport Hood Island cho biết tàu Hải Dương 8 được một tàu bảo vệ bờ biển lớn nhất của Trung Quốc trọng tải 12.000 tấn, mang số 3901 trang bị vũ khí hạng nặng, và một tàu cảnh sát biển 2.200 tấn mang số 37111. Đoàn tàu hộ tống được trực thăng bảo vệ ở trên không. Việt Nam đưa 6 tàu gồm tàu cảnh sát biển và tàu hộ vệ tên lửa 3.9 mang tên Trần Hưng Đạo và Quang Trung ra đối đầu. Thời buổi này, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy hai ông Quang Trung và Trần Hưng Đạo cũng bó tay, chạy mặt tàu khựa. Vậy cần phải đặt tên lại là tàu Lê Triều Thống và tàu Trần Ích Tắc
Tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào bãi Tư Chính thao tác nghiệp vụ, khi đó tự do thoải mái đi khảo sát dọc bờ biển Việt Nam để đến bã đá chữ thập, được cho là tiếp nhận nhiên liệu. Rồi Hải Dương 8 trở lại bãi Tư Chính, tổng số thời gian là 3 tháng. Vào bãi Tư Chính vào ngày 3 tháng 7 năm 2019, rút ra về tàu lại ngày 24 tháng 10 năm 2019. Thế mà tàu chiến Việt Nam vẫn kiên nhẫn đối đầu. Nếu như tàu của Trung Cộng thả neo ở bãi Tư Chính suốt một năm để câu cá thì có thể tàu Việt Nam vẫn đối đầu, vì tàu Việt Nam không có hành động nào để xua đuổi tàu của Khựa cả. Đối đầu là bốn mắt nhìn nhau mà không nói lên lời, vì chủ trương 16 chữ vàng và bốn tốt và đối tác chiến lược toàn diện đã nói lên đầy đủ rồi. Quân đội đệ nhất anh hùng trốn đâu mất rồi. Việt Cộng hãnh diện tự ca ngợi quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và cho Trung Quốc. Trung Cộng kêu gọi đối thoại đàm phán hợp tác khai thác chung. Tập Cận Bình nói với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trong chuyến viếng thăm của bà ở Trung Cộng, chúng tôi cam kết sự khác biệt thông qua cuộc đàm phán với các quốc gia liên quan. Hai nước nên bảo vệ hòa bình và ổn định hàng hải bằng các hành động cụ thể. Bà Ngân không biết hành động cụ thể là gì nên nín thinh và cười cầu tai. Cho dù có biết cũng không dám nói ra vì sợ bị tặng miễn phí phóng xạ VX như Trần Đại Quang đã nhận. Hành động cụ thể được hiểu là gác tranh chấp hợp tác khai thác chung, cụ thể là cho tàu Trung Cộng được tự do đi lại trong vùng biển của Việt Nam để thực hiện các cuộc thăm dò, khai thác, xây dựng các cơ sở cho nhân viên cư trú, thực phẩm, v.v. Chỉ vài ngày sau khi Trung Cộng áp lực buộc Việt Nam phải hủy bỏ hợp đồng dự án cá rồng đỏ với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha ở bãi Tư Chính, thì ngày 2 tháng 4 năm 2018, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Vương Nghị đề xuất hai nước cùng giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển bằng giải pháp đàm phán khai thác chung. Nguyễn Phú Trọng trình báo hai nước xử lý vấn đề Biển Đông một cách đúng đắn thông qua các biện pháp tham vấn lương thiện, hai nước cùng phát triển, khai thác chung và cùng nhau bảo vệ hòa bình, ổn định trên biển. Ông Trọng tuyên bố bang giao Việt Trung ở thời điểm này tốt nhất lịch sử. Nói rất đúng, vì ở thời điểm này Đảng Cộng sản Việt Nam ngoan ngoãn vâng lời Trung Cộng hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng trả lời với người đồng nhiệm Trung Cộng, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng để giải quyết các vấn đề mà Trung Cộng đưa ra. Hãng tin AFP dẫn lời của ông Phạm Bình Minh. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời báo chí Lê Đạt bằng cách nói chung chung. Vì Việt Cộng cứ nói đến hai tiếng xui xẻo là Trung Quốc như sau. Chúng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác đấu tranh bảo vệ môi trường hòa bình và lợi ích chung ở Biển Đông. Lợi ích chung của hai bên là hợp tác khai thác chung. Tướng Vịnh không dám nói đến cái tên Trung Cộng, mà ngay cả Phạm Bình Minh cũng không dám nói đến cái tên húy kỷ này trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là kỳ họp thứ 193 thành viên của tổ chức này. Đâu có phải tất cả các đại diện của các thành viên Liên Hợp Quốc đều biết việc Trung Cộng cướp biển đảo của Việt Nam và gây bất ổn ở Biển Đông. Vì thế họ chỉ biết quốc gia mà Phạm Bình Minh nói là nước lạ. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, báo South China Morning Post, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời của phát ngôn viên Trung Cộng là cảnh sát. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông qua đối thoại và đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua hành động thiết thực. Tập Cận Bình khẳng định hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền lịch sử của Trung Quốc, không thể tranh cãi được. Không thể tranh cãi được, vậy đối thoại đàm phán về việc gì? Cảnh sảng nhấn mạnh bằng hành động thiết thực được hiểu đó là gác tranh chấp chủ quyền, hợp tác khai thác chung. Trên căn bản, Việt Cộng đã đồng thuận gác tranh chấp chủ quyền, hợp tác khai thác chung. Nguyễn Phú Trọng, Phạm Bình Minh và Nguyễn Chí Vịnh đã xác nhận hợp tác khai thác chung rồi thì bãi Tư Chính trước sau gì cũng là nơi thực hiện
mà Trung Cộng đã chọn và đã khảo sát của Hải Dương 8. Một ủy ban đại diện hai bên sẽ được thành lập để bàn thảo chi tiết hóa bằng hành động cụ thể và toàn bộ việc khai thác, trong đó quan trọng nhất là ăn chia như thế nào. Việc này không đơn giản vì hai bên tuyên bố chủ quyền của mình. Nếu hai bên có sức mạnh bằng nhau thì ăn đồng chia nhau là 5 năm, tức là 50% và 50%. Do đó có thể gây sức mạnh bằng cách vừa đánh vừa đàm phán. Ở Philippines, Tập Cận Bình khị Tổng thống Duterte bằng ăn chia 6/4, nghĩa là Philippines được hưởng 60%, còn Trung Cộng là 40%. Văn bản là như thế, nhưng trên thực tế, tất cả các việc từ thăm dò đến khai thác đều do Trung Cộng thực hiện. Ngoài việc ăn chia, còn nhiều điều kiện có liên quan đến vấn đề chủ quyền như tàu bè Trung Cộng được tự do đi lại trong vùng biển của Việt Nam và những cơ sở hạ tầng được thực hiện để phục vụ cho công nhân dầu khí phải đặt ở vị trí nào. Tàu bè phục vụ khai thác dầu khí có thể sử dụng cảng Côn Sơn, Vũng Tàu hay một hải cảng nào đó mà Trung Quốc muốn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo Lề Đạo, một hoạt động của nước ngoài, tức nước lạ trên vùng biển Việt Nam, nếu không được phép của Việt Nam thì vô giá trị. Xâm phạm vùng biển Việt Nam là vi phạm luật quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình. Chả bài thuộc lòng mà không có một hành động cụ thể bảo vệ chủ quyền cả, ngoài việc đối đầu. Trong thực tế, Việt Nam đưa tàu ra bãi thứ chính để đối đầu, đối diện và bất động, nhìn xem tàu Hải Dương 8 tự do thực hiện tác vụ ra sao. Bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam bác bỏ hoàn toàn nội dung phát biểu của người phát ngôn của Trung Quốc ngày 8 tháng 11 năm 2019 về chủ quyền ở Trường Sa. Bà Hằng nhắc lại một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngày 8 tháng 11 năm 2019, phát ngôn viên của Trung Quốc Tài sản nói rằng Bắc Kinh muốn Hà Nội phải tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc tại các vùng biển liên quan và không được hành động làm phức tạp tình hình và gây mất ổn định ở khu vực. Ông hy vọng rằng phía Việt Nam phải đối diện với thực tế lịch sử, giữ sự đồng thuận của lãnh đạo cao cấp giữa hai nước. Lãnh đạo cao cấp giữa hai nước đó là ai? Đó là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng với công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười với mật ước Thành Đô 1990. Không thể thiếu những tên bán nước như Lê Đức Anh với khẩu lệnh ra chân địa cấm nổ súng để dâng đảo Gạc Ma cho tàu Cộng, Đá Chữ Thập và các đảo khác. Nguyễn Phú Trọng đã ký 15 văn kiện hợp tác từ thân phận Việt Nam là một tỉnh thuộc về Bắc Kinh. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982, UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, được ký có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12 năm 1982, quy định chủ quyền trên biển của các quốc gia trên biển. Trung Cộng sử dụng những tàu phi quân sự như tàu cảnh sát biển, tàu bảo vệ ven biển và cả tàu cá của ngư dân để bao vây và chiếm biển đảo. Ngày 3 tháng 7 năm 2019, tàu bảo vệ ven biển, tàu cảnh sát biển và một số tàu đã hộ tống tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không có tàu chiến mang tên lửa hù dọa, không có máy bay chiến đấu đe dọa ném bom. Trung Cộng không dùng tàu hải quân để tránh tiếng là nước lớn ăn hiếp nước nhỏ mà Hoa Kỳ thường xuyên tố cáo. Trung Cộng dùng tàu phi quân sự, nếu có sử dụng và xảy ra đụng độ thì dùng vòi rồng để chấn áp hoặc đuổi tàu đối phương. Khi cần thì dùng tàu đâm vào hông của tàu Việt Nam như trường hợp vụ giàn khoan Hải Dương 981 hồi tháng 5 năm 2014. Đó được xem như một vụ đụng độ nhỏ trên biển, chứ không phải là chiến tranh trên biển, để cho các thế lực thù địch lấy cớ xen vào gây chiến. Bãi thứ chính
là một cụm rạn san hô nằm ở phía nam miền Đông, cách Vũng Tàu 160 hải lý, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 600 hải lý, đảo Côn Sơn cách Vũng Tàu 78 hải lý. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS thì bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam, nhưng nó lại nằm trên đường chín đoạn vùng hình lưỡi bò của Trung Cộng tuyên bố chủ quyền. Như vậy, bãi Tư Chính là vùng biển tranh chấp. Bãi Tư Chính dài 63 km, rộng 11 km, phần mặt bằng có thể quan sát được có diện tích 33.88 km2, nơi cạn nhất đo được 16 mét. Về hành chính của Việt Nam thì bãi này thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việt Nam có 3 căn cứ gọi là tiền đồn, trước kia có 14 tiền đồn đóng quân được xây theo kiểu giàn khoan, gọi là nhà giàn. Binh sĩ trú đóng trên đó trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam. Việt Cộng chứng minh chủ quyền của mình bằng sự hiện diện hải quân trong những nhà giàn này. Gió thổi cũng bay, huống chi là bão biển. Tàu cá Trung Cộng bao vây cắt đứt, tiếp tế mọi thứ thì nhà giàn cũng chết. Trung Cộng chứng minh sự có mặt trên vùng biển của họ bằng 50.000 tàu cá có trang bị vũ khí và các phương tiện radar nhận diện, nhận tin và phát tin. Đó là lực lượng dân quân biển. Bãi Tư Chính có hai hải đăng cao 22 mét của Việt Nam. Hồi cuối tháng 7 năm 2017, đài BBC đưa tin tập đoàn dầu khí Repsol của Tây Ban Nha bị Việt Nam hủy bỏ hợp đồng, mặc dù công ty này đã đầu tư vào dự án cá rồng đỏ 300 triệu đô la. Repsol tuyên bố sẽ kiện Việt Nam vì tự ý phá hủy hợp đồng và đòi tiền lại. Con ếch chết vì cái miệng. Tập đoàn dầu khí Repsol tuyên bố đã tìm được mỏ dầu khí giá trị hàng tỷ đô la, trữ lượng khoảng 45 triệu thùng dầu, mỗi thùng 200 lít, trị giá trên 60.000 đô la, trên 60 đô la một thùng. Có 4,9 tỷ mét khối khí và 2,3 triệu thùng dầu thô siêu nhẹ gọi là condensate. Trung Cộng chơi lưu manh chờ cho tập đoàn Repsol thành công trong việc dò tìm, chuẩn bị khai thác thì ra lệnh cho tay sai phía Nam hủy bỏ hợp đồng và đuổi ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Ông Miguel Martins, giám đốc tập đoàn Repsol cho biết, chúng tôi đang đàm phán với Petro Việt Nam và chính quyền Việt Nam để yêu cầu bồi thường thiệt hại do tự ý hủy bỏ hợp đồng. Lý do việc hủy bỏ hợp đồng là do Trung Cộng áp lực bằng cách đe dọa sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Việt Nam ở đảo Trường Sa. Do chủ trương duy trì môi trường ổn định, bảo vệ hòa bình trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt, và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Một câu nhịn bằng 9 câu lành, dù mất biển đảo, nhưng chính nghĩa thuộc về ta thôi. Nhất quán, nhường một bước để lùi ba bước thì tình hình hữu nghị Việt-Trung sẽ bền vững mãi mãi. Dĩ hòa vi quý trong trường hợp này là bản chất hèn hạ trước kẻ cướp. Có câu hèn với giặc ác với dân là sự thật đúng 100%. Nguyễn Phú Trọng là tay sai của Trung Cộng như thế nào? Nguyễn Phú Trọng đứng hàng hai. Hãng tin Reuters đăng tải ngày 15 tháng 10 năm 2019 khi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xử lý mối quan hệ Việt-Trung không đơn giản, nặng về bên nào cũng bị phê phán. Trong vụ việc ở Biển Đông, bãi Tư Chính, Trung Cộng lại kẻ cướp tài nguyên và vùng biển của Việt Nam. Người Việt Nam lương thiện, người lãnh đạo yêu nước thì chỉ có một bên để đứng, đó là bên dân tộc, Tổ quốc. Nguyễn Phú Trọng đứng tràng hàng, một chân bên Việt Nam còn một chân thì ở bên tàu khựa. Theo kẻ cướp, nhận giặc làm cha chính là tên bán nước Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng đứng về bên dân tộc và Tổ quốc Việt Nam thì ai dám phê phán đây? Muốn tránh bị phê phán thì ông nặng cả hai bên Việt Trung. Bán nước là truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên ông Trọng bán nước chỉ là việc thường tình của Đảng mà thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, ông Trọng tự nhận mình là hán ngụy. Nguyễn Phú Trọng tuyên bố bịp bước thứ hai của chiến lược ba bước lấn tới của các tranh chấp chủ quyền, hợp tác, khai thác chung. Vì việc các tranh chấp chủ quyền ai nấy giữ nên Nguyễn Phú Trọng có những tuyên bố ngon lắm. Đất nước không bao giờ thỏa hiệp chủ quyền của mình,
nhưng cần duy trì môi trường hòa bình, không bao giờ thỏa hiệp chủ quyền, bảo vệ chủ quyền với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Chương trình 30 năm thành đô là thời gian mà Trung Cộng cho Việt Cộng chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng sáp nhập vào Trung Cộng. Theo thỉnh nguyện của Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười họp cuộc họp 3, mùng 3 và mùng 4 tháng 9 năm 1990 tại thành đô Tứ. Giang Trạch Danh ngụy trang chương trình này bằng phương châm 16 chữ thập lục tự phương châm. Thập lục tự phương châm sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hòa nhập văn hóa, có chung định mệnh, được dịch là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Trung Cộng lập ra ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương để kiểm soát, thúc đẩy việc thi hành các bước để hội nhập vào năm 2020. Các nước Việt Nam bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ. Việt Cộng ngụy trang việc này bằng nghị định cho 7 tỉnh biên giới phía Bắc sử dụng đồng nhân dân tệ. Vì 7 tỉnh biên giới này không có đủ phương tiện như các hãng xưởng, máy móc sản xuất, các hàng hóa mà thương lái Trung Quốc cần mua. Trên thực tế, hàng hóa trên cả nước được mua bán ở 7 tỉnh biên giới bằng đồng nhân dân tệ của Trung Cộng. Để chứng minh cho quan thầy Tàu Khửa biết là khu tự trị của sắc tộc Việt Nam chỉ sử dụng đồng nhân dân tệ thôi. Vào trưa ngày 30 tháng 1 năm 2018, ông Nguyễn B. ở Cần Thơ mang 100 đô la đến tiệm vàng Thảo Lực đổi sang tiền đồng với giá 2.260.000 đồng. Nhân viên phòng cảnh sát kinh tế thành phố Cần Thơ được nói là bắt quả tang việc mua bán ngoại tệ này, tịch thu tờ 100 đô la tài sản của chủ tiệm vàng Thảo Lực. Hai bên Hán Ngụy Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại đưa ra cách đánh vần chữ mới, chữ viết mới gọi là công nghệ giáo dục. Trước năm 2018-2019, nhà nước cho in 3 triệu cuốn sách dạy đánh vần chữ viết lớp 1. Dân tộc Việt Nam ta từ xưa tới nay đã trải qua nhiều triều đại phong kiến, trải qua 998 năm trong 4 thời Bắc thuộc, rồi dưới sự cai trị của thực dân Pháp, nhưng ngôn ngữ, tập quán, văn hóa của dân tộc ta vẫn tồn tại, phát triển. Việt Nam vẫn là Việt Nam. Thế nhưng hiện nay ngôn ngữ của dân tộc ta đang bị đe dọa bởi những tên Hán Ngụy tay sai bán nước. Thâm ý của tên phản quốc này xác định bởi bà Trần Thị Hoàng Trúc là Hồ Ngọc Đại, con rể của Lê Duẩn, ám chỉ Việt Nam là một sắc tộc thiểu số của khu tự trị Việt Nam mang quốc tịch Trung Quốc. Quốc hội không chấp nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Quốc hội Cộng sản Việt Nam không chấp nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Lý do là Việt Nam có nhiều sắc tộc thiểu số, Tào Lào Quá. Theo quy hoạch thì tiếng Tàu, tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc sẽ được dạy từ lớp 3 bậc tiểu học. Nguyễn Phú Trọng cho Trung Cộng thuê cảng Hải Phòng và đặc khu Vân Đồn 99 năm để Trung Cộng sử dụng trong chiến lược vành đai con đường, nhất đới, nhất lộ. Việt Cộng không thể chối cãi khi dùng cờ 6 ngôi sao để chào mừng Tập Cận Bình. Và nhất là vấn nạn của người Tàu di dân vào Việt Nam. Lấy lý do đi du lịch, người Tàu đến Việt Nam thành lập những khu phố Tàu trên cả đất nước Việt Nam. Hiện có 3.000 trẻ em lai Tàu sinh ra tại các tỉnh Lâm Đồng. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, người dân Hải Phòng bất ngờ trước sự có mặt của 2.000 người Tàu tổ chức ăn tiệc tại một cơ sở trung tâm tổ chức tiệc cưới tên Hải Đăng Hải Phòng. Họ dùng 60 xe khách qua cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh rồi đến Hải Phòng tổ chức ăn tiệc gọi là cảm ơn ba công ty du lịch của người Tàu tại Việt Nam. Sở Công an, Sở Văn hóa, Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng không biết gì hết. Và sau đó mới mở cuộc điều tra và trả lời báo chí là họ du lịch bình thường. Cán bộ lãnh đạo Việt Nam phải qua trình diện xin phép Trung Cộng trước khi đi Mỹ. Có chứng cứ rõ ràng về ngày tháng cụ thể là Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị, Phạm Bình Minh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ăn mừng ngày Quốc khánh của Trung Cộng ngày 1 tháng 10 năm 1949, ăn chơi tưng bừng suốt 10 ngày đêm, lấy lý do kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Ngày 30 tháng 6 năm 2011, tướng Mã Hiển Thiên,
Phó Tổng Tham mưu Quân đội Trung Cộng đến Việt Nam chỉ thị cho Hà Nội xử lý một cách thích đáng và hướng dẫn công luận và tình cảm dân chúng một cách đúng đắn. Không để biểu tình xảy ra, không để đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố Việt Nam kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người với tinh thần không để cho sự việc tái diễn. Tình yêu nước của một số người dân đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, gây nên những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việt Nam luôn luôn cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch gây chia rẽ tình đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau đó, chính phủ cấm tất cả các cuộc tụ tập biểu tình chống Trung Cộng. Những ai dám nói Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam thì bị bắt bớ, đánh đập, dã man. Truyền thông Trung mở chiến dịch chống Việt Nam cho rằng Việt Nam cướp biển đảo của họ ở Biển Đông. Họ chửi bới Việt Nam te tua như cái mền rách, tàu xa lúc chở không hết. Giáo sư Vũ Cao Đàm dịch bài viết tựa đề Sát Việt khấu vì Nam Sa, chi chiến tế kỳ. Hãy giết bọn Việt Nam và đánh cho chúng trở tay không kịp. Đó là lời dịch gần sát nghĩa của tiếng Tàu. Phải giết bọn giặc cỏ thảo khấu Việt Nam để làm tế lễ cờ trong trận chiến thu hồi Nam Sa, Trường Sa. Việt Cộng vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói, tiểu nhân bỉ ổi, lừa thầy phản không biết xấu hổ. Cần phải cho chúng một bài học thứ hai, theo Đào Đàm dịch. Che giấu hành động bán nước bằng chiến dịch bài trừ tham nhũng để vớt vát hành vi bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến dịch bài trừ tham nhũng được gọi là đốt lò, vừa bài trừ tham nhũng vừa triệt hạ phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng. Lệ thuộc kinh tế vào Trung Cộng, hầu hết những gói thầu chọn gói hay chìa khóa trong tay đều trao cho nhà thầu Trung Cộng. Thầu chọn gói là nhà thầu thực hiện tất cả mọi thứ khi xong trao chìa khóa lại cho phía Việt Nam. Bọn nhà thầu Trung Cộng gian manh mua những vật liệu và trang thiết bị phẩm chất kém, cho nên hàng chục nhà máy nhiệt điện khi đưa vào sử dụng thì chạy ì ạch, bữa đực bữa cái. Xây nhà máy nhiệt điện xong thì phải chạy qua tàu mua điện. Cụ thể là dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông khởi công năm 2008, dự trù sẽ đưa vào sử dụng năm 2013 với số tiền 552 triệu đô la Mỹ vốn vay ODA của Trung Cộng. Hỗ trợ phát triển chính thức, nhà thầu làm ăn bê bối sinh ra đội vốn nợ công từ Trung Cộng từ 552 triệu tăng lên 986 triệu đô la. Thời gian sẽ đưa vào sử dụng là năm 2021. Đoạn đường 13 km xây trong thời gian 13 năm. Né tránh con số 2020, ngày 25 tháng 11 năm 2019, Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là con trai của Nguyễn Chí Thanh tuyên bố sách trắng năm 2019 chỉ còn một tháng trước năm 2020. Chính sách 30 được thêm vào 10 và chính thức trở thành sách trắng quốc phòng có tên 40. Chính sách quốc phòng 40 bao gồm: thứ nhất, không tham gia các liên minh quân sự; thứ hai, không theo nước này để chống lại nước khác; thứ ba, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam; và cách không thứ tư là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế. Sách trắng quốc phòng 2019 cũng còn né tránh con số 2020, là lời cam kết cho năm 2020, tức là chương trình 30 năm về chiến lược thành đô 1990-2020, Việt Nam trực thuộc của Tàu Cộng. Chủ yếu sách trắng là cam kết của năm 2020, cam kết sáp nhập vào đại gia đình các sắc tộc trực thuộc Bắc Kinh. Vì khi đã trực thuộc vào Trung Cộng thì không còn lý do nào dùng vũ khí chống chính quyền Trung ương cả. Việt Nam được xem như một cường quốc trong khu vực so với Campuchia, Lào, Philippines, Indonesia, Malaysia. Các nước này không có bất cứ lý do nào để dùng vũ lực đánh Việt Nam cả, chỉ có Trung Cộng đã dùng sức mạnh quân sự để đánh chiếm các đảo của Việt Nam ở Trường Sa, cụ thể là đánh chiếm đảo Gạc Ma.
Năm 2020, Việt Nam đã sáp nhập vào nước mẹ Trung Cộng nên không có lý do nào để tên đầy tớ tạo phản dùng vũ lực đánh nhau với quan thầy. Vì thế, phải bày tỏ và cam kết là không dùng vũ lực. Đối với Hoa Kỳ, điều 40 cho thấy Việt Nam đã thuộc về Trung Cộng rồi. Như vậy, Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ không đi Mỹ nữa. Vì sao phải đưa con số vô duyên 2020 vào lễ kỷ niệm Quân đội Nhân dân lần thứ 75 vào ngày 20 tháng 12 năm 2019? Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam không có ăn nhậu gì tới con số 2020 cả. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, theo đài RFA đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp đón Trung tướng Thiệu Quang Minh, Phó chủ nhiệm Quân đội Trung Quốc, trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo thông lệ ngoại giao, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam phải đón người đồng nhiệm Trung Cộng cũng là Thứ trưởng. Điều này cho thấy Tàu Cộng đã xem Việt Nam là một tỉnh của họ. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cam kết với Phó chủ nhiệm Thiệu Quang Minh rằng quan hệ quốc phòng hai nước sẽ có nhiều hiệu quả hơn trong năm 2020. Con số 2020 này không có dính níu, không ăn nhậu gì với lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam cả. Có nhiều hiệu quả hơn, có nghĩa là chính thức áp dụng khi đã trực thuộc Trung Cộng. Chiến lược ba bước lấn tới là một âm mưu rất nham hiểm của Trung Cộng để chiếm Biển Đông một cách chậm chạp và ăn chắc. Trọng điểm của chiến lược này ở bước thứ hai, đó là gác tranh chấp chủ quyền hợp tác khai thác chung. Tòa án trọng tài thường trực BCA phán quyết Trung Cộng không có chủ quyền ở vùng biển hình lưỡi bò ở Biển Đông. Khi Việt Cộng chấp nhận hợp tác khai thác với Trung Cộng, tức là rước giặc vào nhà, cho phép Trung Cộng công khai và hợp tác khai thác dầu khí trong vùng biển của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Do âm mưu nham hiểm của nước lớn, Trung Cộng từng bước làm chủ cả vùng biển và hình lưỡi bò ở trên Biển Đông. Trong khi gác tranh chấp qua một bên chủ quyền ai đó giữ, cụ thể là Việt Nam vẫn giữ chủ quyền ở Biển Đông, còn Trung Quốc cũng vẫn cứ giữ chủ quyền ở Biển Đông. Vì thế, Nguyễn Phú Trọng mạnh miệng lớn tiếng tuyên bố bảo vệ chủ quyền với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, hợp tác, khai thác chung là rước giặc vào nhà, bán nước một cách rất tinh vi trong một thời gian dài. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn